Khu du lịch cánh đồng hoa hồng Sa Đéc, 20.000 đồng giá. Ôi vô vô thôi. Rồi đi lên đi bạn. Hello, hello các bạn. Bây giờ mình đã đến khu du lịch cánh đồng hoa hồng Sa Đéc. Em đâu có mạng đâu lại chi. Chị phát đi em quay cho. Trời ơi, ba để chung nó không để ngăn ghiền. Lên này con, lên luôn, lên với mẹ kìa đâu. Đó là xe, xe điện từ phía bên làng hoa Sa Đéc chạy qua đưa khách qua bên cánh đồng hoa hồng phía bên đây của cầu Sa Đéc 2. Thì đây là cổng đi vào. Ủa phải mua ở ngoài ngoài này hả? Bay chưa? Điểm biểu diễn cá lóc bài rất là nhiều người. Hello các bạn, mình đang ở cánh đồng hoa hồng, ở ngay cái vườn cái ao sen trong cái cánh đồng hoa hồng của làng hoa Sa Đéc, rất là đẹp luôn. Có một ngựa đo đi dưới nước chụm để chụp hình đó. Chị thấm quá trời cái môi đỏ. Ủa đang quay hả? Quay. Giờ hai mẹ con đi đâu mất tiêu luôn rồi. Sen đẹp không đâu. Đó, mọi người đang chụp hình rất là đông, rất là đông. Khu ẩm thực điểm tâm ăn nhẹ. Ê. Hết rồi. Không có chỗ nào làm nhà theo gì đi chị dạy hết. Hỏi đi cho nhà đi. Hết rồi đó chị. Có cái trái tim bên kia nữa. Có cái trái tim bên kia nữa. Cái trái tim bên đó đó chị. Có cái trái tim đó. Trái tim mấy bạn nè. Nè đây lên đây rồi. Dạ. Xuống đây cả nhà ơi. Đi xuống và mình bắt đầu đi chở ra. Đây là bông tuyết sơn. Tuyết sơn này các bạn, bên đây trái nè, bên đây là hoa sim. Bên đây thì cánh đồng hoa hồng bên đây. Đó, cô Thắm là người giữ chiếc cây đùa. Khoảng tầm vậy, mình nhớ vậy nha mấy bạn. Đây là nơi hai cái trái tim đôi để cho các bạn trẻ selfie, chụp hình, sống ảo.
Ma Bảy đây. Đó hả? Chị ba cô đến rồi đó hả? À, bến thuyền hoa. Đâu chị ba đâu, bé thấy chị ba đâu hả? Đâu, đứng góc bên bông hồng nào? Bông này đúng không? Đây có nè. Đây có nè. Phải chụp cái mặt cái bông hồng này nè. Rồi ba. Rồi ba. Rồi ba. Du lịch cánh đồng hoa hồng Star Đét. Đây là mấy cái dù này các bạn, để đi xuống cái bến thuyền hoa. Để đi xuống đi con quay luôn. Cầm nó đi chút con chụp chà. 2 3 nhìn đây nè. Nhìn đây nha. Không chưa? 2 3. 2 3. 2 3. Rồi. Làm kéo gì không? Để xuống hay nè. Mẹ con để xuống đi. Nè đâu? Quay ra xong á mới đẹp chị. Xin chào các bạn. Chỉ dần không? Bỏ vô dùng vô cái nón thì con cầm mấy. Còn cái nón đây con cầm con chụp. Rồi cái áo thì dắt ngang tay gì được rồi. Nè bỏ mặt tay rồi bỏ túi vô đàng hoàng cao mạo. Đây là chụp hình nha. À. Cảnh rất là đẹp luôn các bạn ơi. Hiện tại thì mình đang đứng ở cánh đồng hoa hồng Sa Đéc, nhưng mà cái view rất là đẹp, chỉ có 20.000 đồng một vé thôi. Rồi đó đúng rồi đó. Rồi. Đi. Cảnh. Rồi mẹ lấy áo đi. Đi đâu giờ Trang? Hả? Đi vòng ra chứ sợ đi đâu vậy? Đi vòng ra đường này cũng được nè, đường mỏng. Ở trường đó. Đường đó mình đi rồi. Rồi, giờ chở vô đường này ra cũng được. Vô đường này ra đi. Dạ. Ê, một lát chụp lấy cái chữ đó đó Trang. Bến thuyền á hả? Rồi đi. Quá nắng luôn. Mà không nắng thì lại chụp hình không đẹp. Nắng thì mới đủ ánh sáng. Được không? Đây con bấm nha. Dính cái thuyền kìa, cho dính cái thuyền kìa. Chị hồ canh dính cho dính cái thuyền kìa. Dính thuyền hả? Dính cái thuyền kìa.
Hai bạn. Rồi. Qua đây chụp lấy cái chữ này. Rồi để cho lại. Khu du lịch cánh đồng hoa hồng xanh đẹp. Hoa cây tàu. Bơi xuồng rất là đẹp luôn, có dịch vụ luôn, đi xuống đó bơi xuồng.